Chào các bạn, mình mong các bạn có một ngày thật là vui. Hôm nay mình cho các bạn xem, đây là phiên bản rất là đẹp Lexus 2008 Lexus EX350. Quá đẹp nha các bạn ha. Đây, mình cho các bạn xem chìa khóa đây. Hai cái chìa khóa nha các bạn. Có trang bị hệ thống Smart Key và chìa khóa thông minh. 2008, bắt đầu từ năm 2007 thì Lexus ES đã chuyển qua là 350, thì là động cơ là 3.5 lít V6 cho ra công suất mã lực là 271. Hộp số tự động 6 cấp nha các bạn. Xe rất là đẹp. Các bạn nhìn thấy phía trước nè, rất là đẹp không? Lớn hơn với những phiên bản trước như là ES330 cũng là 6 máy nhưng là 3.3 lít và trang bị là sợi dây cooler của máy, còn đây là sợi dây xích nha các bạn. Máy lớn hơn, 271 mã lực. Bây giờ mình đi xung quanh cho các bạn xem bên ngoài, bên trong coi nó đẹp như thế nào nha. Đây, các bạn nhìn bên hông của chiếc xe nè, có đẹp không? Màu đỏ đậm. Bốn cửa. Về phần nhiên liệu là khoảng 19 dặm cho một ga lông ở thành phố và là 27 dặm cho một ga lông ở đường trường nha các bạn. Ngay chiếc xe này lúc mà năm 2008 có giá bán là khoảng 34.000 đô tùy theo cái tự chọn bên trong. Còn giá chiếc xe này tại thị trường Mỹ lúc này là khoảng từ 7.500 cho đến 18.500 đô tùy theo cái tùy chọn ở bên trong cũng như là cái dặm của nó nha các bạn. Đây là phần đuôi. EX350 rộng hơn. Các bạn nhìn ở phía sau đẹp không? Quá đẹp không? Đứng bên ngoài cửa, người lái nhìn vào bên trong nội thất quá đẹp đi. Chạm gỗ ở vô lăng nè, ở phía phần giữa cần gạt số nè, và những cái tấm lô cửa quá đẹp đi ha các bạn ha. Chiếc này không có trang bị hệ thống navigation. Tay cầm bên ngoài mạ chrome và những cái viền cửa cũng được mạ chrome, rất là đẹp. Cửa sau cũng có chức năng lock và unlock. Các bạn nghĩ thế nào, có đẹp không? Quá đẹp đi ha, cái phần tắp lô nè, hai màu rất là đẹp. Wow. Cửa sổ tự động có chức năng bấm một lần lên hoặc xuống. Xe đã hơn 82.000 dặm rồi mà họ giữ vẫn rất là sạch, mặc dù cái màu bên trong này rất là sáng. Các bạn thấy da rất đẹp ha. Wow, đẹp chưa? Lexus rất là sang. Còn ghế phía sau ba người ngồi, còn để tay đây cũng như là để nước uống nè các bạn, đẹp không? À, phía sau là có cửa cho điều hòa máy nóng cũng như máy lạnh, để đồ giấy tờ ở đây, đẹp không các bạn? 2008 đó, Lexus EX350, màu rất là đẹp, quá sang luôn. Cho các bạn xem phần ở phía trước tắp lô, từ bên phải qua bên tay trái. Đúng là chiếc này không có trang bị màn hình cảm ứng navigation nhưng vẫn rất là đẹp. Dĩ nhiên là có cửa sổ chơi sunroof. Đây là phần cửa tắp lô của bên người lái. Quá đẹp ha các bạn ha.
có hai chức năng bộ nhớ cho vị trí ghế ở phía trước. Hai dãy ghế ở phía trước có trang bị hệ thống tự động, có 10 vị trí khác nhau. Cần vô lăng, các bạn có thể chuyển tự động lên hoặc xuống, ra và vào cho kiến chiếu hậu bên ngoài, chỉnh ánh sáng bên trong, nút mở cửa xăng, mở cốp xe phía sau, phần đường tiền cắt. Hai phần ghế phía trước có trang bị hệ thống điều hòa máy nóng cũng như máy lạnh, màu đỏ, màu xanh và lạnh. Phần để bình nước, độ gạt tàn thuốc. Cổng USB cũng như là cổng cho 12V ở phía dưới này nha các bạn. Quá đẹp. Quá đẹp ha. 82.969 dặm. Lexus. EX. Các bạn thấy ở bên trong nội thất cái màu nó có đẹp không? Wow, phần kệ cốp xe ở phía sau rất là rộng. Quá đồng đi ha. Lexus cũng cho mình những cái đồ nghề căn bản nè, con đội nè, tuột nơ vít nè, cái cần để quay con đội nè, cái kìm nhỏ nè, và là cái bánh xe xưa cua cũng được kỹ mâm nhôm hợp với bốn bánh xe nha các bạn. Và bên đây thì là có những cái cần để quay nè, và vài số và hai cái khóa cà lê nè. Mâm xe bằng hợp kim, có đường kính vỏ xe là 25 55 R17. Mình nhìn vào không thấy những cái cục cảm biến nào đâu hết, được bao bọc hết rồi. Máy đang nổ nó mà rất là êm. 6 máy nè, 3.5 lít nè, công suất là 271 mã lực nè. Wow, được bao bọc hết rồi ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mình hẹn các bạn ở video tới. Bye bye.